quý vị, thực hiện nghị quyết số 671 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký nghị quyết số 170 về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Lần này, người dân sẽ đóng góp ý kiến cho dự thảo từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023. Mục đích nhằm huy động trí tuệ tâm huyết của nhân dân hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi, bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả, phản ánh ý chí, nguyện vọng vì lợi ích nhân dân và tạo không gian nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đối tượng lấy ý kiến bao gồm các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học nội dung lấy ý kiến gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Bên cạnh đó, lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo luật gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu thông tin đất đai, cơ chế chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực, hộ gia đình sử dụng đất. Các nội dung trọng tâm góp ý kiến theo từng nhóm đối tượng như sau. Đối với tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nội dung lấy ý kiến là các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trình tự thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác các trường hợp được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Quy định về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất. Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. Nguyên tắc xác định giá đất, bản giá đất, giá đất cụ thể các trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp. Các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp góp ý về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất, căn cứ thẩm quyền trình tự thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng quy định về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất việc cho phép chuyển nhượng thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm nguyên tắc xác định giá đất bản giá đất giá đất cụ thể thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai đối với các chuyên gia nhà khoa học phạm vi điều chỉnh giải thích từ ngữ nội dung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất việc cho phép chuyển nhượng thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm chế độ sử dụng đất đa mục đích đất xây dựng công trình ngầm trên không nguyên tắc xác định giá đất bản giá đất giá đất cụ thể hình thức lấy ý kiến gồm góp ý trực tiếp bằng văn bản bản giấy thư điện tử áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến ý kiến góp ý gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tại kế hoạch này hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử luật đất đai a monre.gov.vn -e Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác, các chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm được cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập hợp, tổng hợp gửi về các cơ quan có trách nhiệm lấy ý kiến nhân dân nêu tại Điều 6, Nghị quyết số 671 trên UBTV QH15 để xây dựng báo cáo lấy ý kiến gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi tại địa chỉ luật đất đai monre gov vn Thông qua cổng thông tin điện tử của Quốc hội, cổng thông tin điện tử Chính phủ, cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức phù hợp khác phù hợp với quy định của pháp luật. Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị, việc tách thửa đất cho con đối với nhiều gia đình là một nhu cầu rất lớn. Theo quy định tại quyết định số 28 ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì việc tách thửa đất cho con phải có đường giao thông nên thực tế nhiều gia đình có đất có nhu cầu tách thửa cho con để ra riêng thì gặp khó vì vị trí đất của họ không có đường thời gian qua người dân đã có kiến nghị ngành chức năng cần xem xét điều chỉnh hướng dẫn tháo gỡ sớm cho người dân gặp khó khăn về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh đã có báo cáo và tờ trình dự thảo quyết định có nội dung xem xét cho người dân gặp khó khăn trong việc tách thửa cho con do vướng quy định phải có đường giao thông theo quyết định số 28 trên 2020 trên quy UBND. Sau khi trình được Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục hoàn chỉnh nội dung dự thảo, trong đó lưu ý làm rõ hơn về mục đích tách thửa, điều kiện thửa đất được phép tách thửa diện tích tối thiểu được tách thửa nghiên cứu việc lấy ý kiến nhân dân sở tài nguyên và môi trường tiếp thu nghiêm túc các nội dung góp ý đang hoàn chỉnh dự thảo và tiếp tục trình ủy ban nhân dân tỉnh Quý vị thân mến, chương trình chính sách đất đai đến đây là hết. Hẹn gặp quý vị trong những chương trình kỳ tới trên kênh TTV11. Quý vị có thể xem lại chương trình này và các chương trình khác của Đài chúng tôi trên các hạ tầng số YouTube, Fanpage, website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính chào tạm biệt.